Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông không rõ tung tích qua đời trên quốc lộ 8A. Đoạn thuộc xã Trung Lễ, trên người có nhiều vết thương. Sẽ thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm. Nạn nhân là anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1977, ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An, lái xe của hãng taxi Vạn Xuân. Các mũi trinh sát thuộc phòng BC45, Công an Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh được triển khai xuống địa bàn, xóa xét, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các mũi trinh sát tiến hành giăng lưới, truy xét nóng đối tượng ở những tuyến địa bàn trọng điểm. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 14 tháng 1, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc taxi thủng lốp đậu trước nhà người dân bên quốc lộ 1A ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh có nhiều dấu vết khả nghi. Liên hệ với hãng taxi, Công an huyện Đức Thọ xác định được tài xế Tuấn và chiếc xe thuộc quản lý của hãng đóng ở Nghệ An. Tuy nhiên, từ định vị cho thấy trong chuyến xe cuối cùng trước khi anh Tuấn thiệt mạng, hành khách không gọi hãng để bố trí xe mà tự vẫy dọc đường. 3 tiếng sau, tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, cách địa điểm phát hiện xe taxi hơn 5 km, cảnh sát trông thấy Nguyễn Xuân Lĩnh đang đi bộ trên quốc lộ 1A với đặc điểm nhận dạng giống như mô tả của nhân chứng nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu đối chất với cơ quan công an, Lĩnh khai do bị say rượu nên đón xe khách từ nhà ra thành phố Vinh. Sau đó bắt xe ôm về Hà Tĩnh thì bị cướp nên ngã bất tỉnh. Anh ta đưa ra lập luận rằng nếu gây ra vụ cướp thì trên người lúc đó phải có tiền và tài sản, trong khi bản thân không có đồng nào. Một điều tra viên cho biết hắn tỏ thái độ rất lì lợm, bất cần, có biểu hiện ngáo, hỏi gì cũng im lặng, không hợp tác. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát phát hiện nghi can đã vứt chiếc áo dính huyết cùng 1 triệu đồng và máy tính bảng của tài xế Tuấn ở một địa điểm khác. Tuy nhiên, Lĩnh vẫn sơ hở, để lộ những vết xước nghi do vật lộn và vài vệt huyết nhỏ sót lại trên chiếc quần đang mặc. Dù được chỉ ra một số manh mối chứng tỏ là hung thủ, Lĩnh vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận. Sau khi tiến hành tìm hiểu nhân thân, cảnh sát biết được Lĩnh có vợ và 2 con nhỏ. Gia đình thông tin Lĩnh tuy bản tính lạnh lùng, côn đồ, nhưng đối với con cái thì hết mực yêu thương. Nhận thấy phải đánh mạnh vào lòng trắc ẩn của nghi can, điều tra viên chuyển sang phương án tác động tư tưởng. Cảnh sát gợi chuyện Lĩnh nên nghĩ về gia đình, tương lai của các con. Nghe tới 2 con, Lĩnh chuyển sang trạng thái ân hận, nhiều giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt. Đến trưa ngày 17 tháng 1, trước các lập luận, chứng cứ thuyết phục của cảnh sát, Lĩnh cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta khai do túng thiếu nên bắt xe khách ra thành phố Vinh, sau đó thuê taxi trở về huyện Đức Thọ, rồi dùng hung khí ra tay sát hại tài xế, lấy đi 1 triệu đồng cùng máy tính bảng. Ngày 18 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình đấu tranh, bằng nghiệp vụ sắc bén kết hợp với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Lĩnh đã phải cúi đầu nhận tội. Người mẹ khẳng định con trai 100% là thủ phạm. Tuy nhiên, tại phiên xử mở ngày 25 tháng 11, Lĩnh với khuôn mặt lì lợm, ánh mắt sắc lẹm lại luôn cho rằng bị cáo bị ép nhận tội, không liên quan đến việc sát hại tài xế taxi. Lĩnh khai, hôm tài xế Tuấn bị sát hại, anh ta có đi xe ôm từ Vinh về nhà ở thành phố Hà Tĩnh. Đến huyện Can Lộc thì bị người lái xe đánh ngất, cướp hết tài sản. Lĩnh khi tỉnh lại thì đối mặt với cáo buộc sát hại người tài xế nói trên. Phiên tòa đang yên tĩnh, bỗng ồn ào. Đại diện của người thân bị cáo lẫn bị hại đều tỏ ra bất bình trước những lời khai của Lĩnh.
Pháp luật biết khoan dung cho những ai nhận ra lỗi lầm, còn sẽ trừng phạt đích đáng những người vô cảm trước tội ác. Chủ tọa cất lời đề nghị mọi người bình tĩnh để không ảnh hưởng tới việc xét hỏi. Giọng nghiêm nghị, một vị thẩm phán chất vấn lĩnh. Bị cáo nói rằng công an ép cung, nhưng sao trên người lại có vết huyết của bị hại? Hơn nữa huyết và vân tay của bị cáo cũng được ghi nhận dính trên người nạn nhân. Lĩnh ấp úng, liên tục bảo bị đánh đập khi lấy lời khai, vì sợ hãi nên phải nhận tội. Hội đồng xét xử đưa các bằng chứng ghi lời khai, những hình ảnh chụp từ hiện trường gây án ra trước tòa. Chỉ vào tập hồ sơ, chủ tọa hỏi, bị cáo đã ký vào biên bản nhận tội rằng cơ quan điều tra không hề dọa nạt, ép cung. Lúc đó sức khỏe minh mẫn, tại sao bây giờ lại nói bất nhất như vậy? Nếu không phải là người gây án, sao gia đình bị cáo lại đi thắp hương, đưa tiền đền bù? Thấy lĩnh ngập ngừng không đáp, thẩm phán nói, đừng quanh co nữa, làm như vậy cũng không có tình tiết giảm nhẹ. Ngay sau đó bà Nguyễn Thị Ba, mẹ lĩnh, đứng dậy trình khẳng định, 100% con trai là người đã lấy mạng tài xế taxi. Bà cho hay, lĩnh thỉnh thoảng sử dụng chất cấm, thường có biểu hiện về thần kinh. Hôm xảy ra sự việc, đọc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bà nói với mọi người rằng chắc chắn là lĩnh gây ra rồi, không có ai ngoài nó. Giọng xù xùi, bà nhìn lên vành móng ngựa, khuyên con, không được cãi như vậy. Bà bảo gia đình đã gom góp gần 400 triệu đồng để đền bù cho gia đình bị hại. Phía gia đình Tuấn cũng có đơn xin giảm án cho lĩnh, vì thế bà thấy rất bực khi con chối tội. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, vợ tài xế Tuấn, tỏ ra bức xúc trước thái độ của bị cáo. Chị cho hay dù gia đình đã có đơn xin giảm nhẹ cho lĩnh, song anh ta không biết ăn năn hối cải, quanh co phủ nhận nên có ý định rút đơn về. Nghe mọi người nói, lĩnh cúi đầu xuống, im lặng một lúc rồi nói, xin tòa cho nghỉ vài phút để lấy lại bình tĩnh. Sau đó bị cáo thừa nhận là hung thủ lấy mạng của tài xế Tuấn để cướp tài sản, nói phản cung là do muốn sống. Lĩnh dứt lời, thẩm phán liền nói, tại sao anh muốn sống mà lại tước đoạt mạng sống của người khác? Lĩnh im lặng rồi gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, người thân, mong tòa có thể cho mình một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhận mức án chung thân cho hai tội danh sát hại người và cướp tài sản, lĩnh lạnh lùng bước đi ra xe thùng, để lại sau lưng những tiếng khóc xù xùi, lời oán hận từ phía người thân và gia đình nạn nhân. Được biết, trước khi gây ra vụ án mạng này, đối tượng Nguyễn Xuân Lĩnh đã có một tiền án về tội cướp tài sản. Năm 2005, bị Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm tù. Những năm tháng trong nhà giam không làm lĩnh thức tỉnh, ra tù y lại ngựa quen đường cũ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.